Welcome cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với game siêu lăng Tam Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kế lăng ngày 16. Video này thì anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên là về phó bản lúc đầu mình bị nhầm em ơi. Mình không có để ý. Về phó bản này anh em nhớ cần gì cũng không được quên mắc. Tại vì ngày hôm sau trong phần nhiệm vụ cái đầu tiên anh em sẽ được mua lại. Để ví dụ như là bạc còn 2 lượt. Sang ngày hôm sau thì nó có 2 lượt. Và nguyên bảo nó cũng lần lượt như trong phó bản 20, 30, 50, 100. Nên em cứ thiết kế làm sao tốn ít nhất nguyên bảo càng tốt. Để bảo mình vẫn có 2 lượt, tức là ngày hôm sau ấy, mình sẽ tốn 20 cộng với 30. Để hay như cái X này mình vẫn còn một lượt em ơi. X này nó có 3 lượt, 20, 30. Anh em quét tiếp vào 50. Nhưng nếu anh em chỉ quét 2 lần, còn lại một lần, ngày hôm sau chỉ tốn thêm 20 lượt thôi. Còn về trang bị thì rất là nhiều lượt em ơi, vẫn còn là 4 lượt. Ngày mai mình mua 20, 30, 50 là vẫn còn một lượt. Đây còn là cẩm nang thì nó cũng có 3 lượt như X. Anh em chỉ cần mua 20, 30, đợi ngày hôm sau anh em mua lại 20 nữa là anh em sẽ tiết kiệm được 30 nguyên bảo. Chú ý cho mình về phần này. Và ngày 15 như mình là nói thì nó sẽ có vòng quay thần thú. Vòng quay thần thú hay cẩm nang anh em vào phần chợ chiến. Cẩm nang ngày 8 thì nó sẽ có vòng quay, anh em nhớ mua lượt cho mình. Đấy, ngày mai mình lại quên mua lượt em ơi. Tàn quên thôi. Mình nhớ thần thú ngày hôm qua mình còn quên luôn. Mình nhớ nhầm, mình cứ tưởng là ngày hôm nay mới là ngày 15. Thế là mình bị tạch một lượt. Mấy cái này anh em cứ mua thêm lượt cho mình. Còn về xem quảng cáo chắc là tí quay xong video mình xem. Còn về sự kiện cẩm nang mình đã nhắc rồi đấy. Về cái mốc giúp này thì qua một tuần nó sẽ reset lại. Còn là mốc vô song thì nó không reset. Anh em quay mốc nào ăn mốc đấy. Hiện tại có 26 vé. Tí xem quảng cáo là 27. Tức là ngày mai mình sẽ xong mốc 30. Chắc là bây giờ mình quay luôn 20 lần đi. Đó là ngày mai mình cũng đủ 30 vé. Đây còn tận 5 ngày nữa không lo em ơi. Hy vọng lỗ luôn cẩm nang đỏ đi. À khoan á. Xem nó tăng gì nào. Sát thương tấn công thường cũng được này. Trường điều rất là ngon. Sau khi thi triển kỹ năng có 40% trừ lộ khí. Ngon luôn em ơi. Còn lưu bố. Tấn công thêm 15% hút sinh lực. Đợt này ngon em ơi. Hy vọng lỗ đi. Có ạc lào lổ không? Hình như là nó có bảo hiểm là 10 lần chắc chắn ra cẩm nang cam em ơi. Phát tiếp theo nhá, hy vọng. Lổ luôn đi. Đúng rồi, nó có bảo hiểm chắc chắn là ra cam em ơi. Không biết anh em quay có ra nhiều đó không? Phần trăm cao là cả hai ạ. Nó đều ăn bảo hiểm. Quay xong cẩm nang tiếp đến là thần thú. Hôm nay là ngày 16. À này của mình trước ở trong sự kiện lật thẻ ấy, mình có đổi 10 vé quay. Đây hiện tại hai ạc 13 vé. Một ngày anh em mua một vé quảng cáo, một vé nhận free, một vé tổng cộng là 3 vé. Đáng nghe ngày mai là 16 vé nhưng mà mình quên rồi. Quay thần thú thì nó không có bảo hiểm như cẩm lang. Nó sẽ có chọn là tâm nguyện thú đỏ. Khi mà anh em chọn tâm nguyện, nếu mà anh em ra thần thú đỏ nó sẽ có 80% ra thần thú. Mỗi lần rút là sẽ được 10 điểm. Tức là anh em quay 100 lần là sẽ được thần thú đỏ. Sau khi đạt 1.000 điểm may mắn sẽ làm mới lại. Sự kiện 7 ngày sẽ đặt lại số lượt mua. Điểm may mắn sẽ không bị xóa khi sự kiện đặt lại. Tức là anh em cứ quay vô tư thôi, nó không bị reset điểm may mắn. Đây có 13 vé. Chắc mình sẽ quay lẻ 3 vé đi. Hy vọng lỗ luôn đi. Gì đây? Tím cũng ngon mày. Nó chuyển ra mảnh tím, mảnh cam hay là mảnh đỏ đều ngon hết. Mảnh tím anh em bên sao tăng cũng khá nhiều lục chiến. Tiếp tục em ơi. Còn là về cái thú linh này nó ra tím mới cao ok. Còn lam hơi dư thừa. Tại vì bình thường anh em kiếm hàng ngày rất là nhiều lam. Tiếp tục em ơi. Tím cũng tạm được. Bên phải được. Mảnh thần thú ok này. Đây nó sẽ có mốc 15 tím, 30 tím, 10 cam, 20 cam, 10 đỏ, 20 đỏ và mỗi góc 1 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 11 giờ là thần thú đỏ. À quên. Thần thú đỏ anh em chú ý cho mình con đỏ góc 5 giờ. Cái con thần thú đỏ này rất là ngoan mày. Đây cho anh em xem luôn. Đây không có đọc kỹ năng à, tí mình ra ngoài sảnh mình đọc nhá. Giờ mình sẽ quay 10 đi. Hy vọng lỗ luôn, thần thú đỏ đi, lên tivi. Toang ghê nhở. Ơ khoan á. À nó là thú linh cam ơi em ơi. Cứ tưởng là con thần thú cam.
Thế qua X10 tàn giác biết thế mình quay luôn X10 em ơi. Đây được có 15 mảnh bên kia nhưng cũng được tầm đấy. Thì sau mình cứ qua X1 đi. Về thần thú này, đầu tiên là về thần thú tím khi anh em có. Mình nhớ là tăng thêm 100k phải. Thần thú tím thì nó sẽ có hai loại. Đầu tiên là đêm này, thứ hai là búp máu. Về hai thần thú này nếu mà anh em ra mảnh thần thú mình tới anh em bên dùng một con lên thôi. Anh em mà dùng nhiều về sau thay hơi phí. Mình nhớ khi có thần thú anh em vào là sẽ được thêm chỉ số này. Và anh em kích hoạt thêm hồi giáp nữa. Nói chung chung là với lực chiến tầm 10 triệu là anh em sẽ thêm 100k. Khi mở thần thú anh em sẽ có hai slot. Cứ mỗi lên 10 level anh em sẽ được thêm một slot. Và max là 6 slot đến level 90. Đây hiện tại có thêm slot nhưng mà không có thần thú em ơi. Hai hạng này hiện tại mình đang dồn thần thú búp máu em ơi. Đây hai hạng đều là 4 năm. Đây mình sẽ dồn con búp máu lên. Con đêm là bên trái, búp máu là bên phải. Mắc luôn này. Mình nhớ là 36 mảnh anh em sẽ lên được sao. Đây mình tăng sao thần thú cho anh em xem nó tăng nhiều như nào. À còn về cái tăng bậc. Khi mà anh em học full mấy cái linh thú này là sẽ được tăng bậc. Đây như cái linh thú hiện tại mình đang bậc 1. Đây mỗi linh thú thì nó sẽ búp chỉ số riêng. Cái con này thì nó búp sinh lực. Con tím kia mình nhớ búp phòng thủ. Về phần này anh em ưu tiên tấn công mình. Nên là lúc đầu anh em đừng có lưng quá nhiều cái cục cam này. Tại vì cục cam em kiếm khá lâu. Nếu mà có sự kiện mở bán cục cam rẻ rẻ anh em múc hết cho mình. Tím nếu mà thiếu anh em cũng mua thêm. Để cho mình cứ học cục tím đi, tăng nhanh này. Đây bậc 1 lên bậc 2 cần 10 cục cam. Bậc 0 lên bậc 1 thì nó chỉ cần 5 cục thôi. Cái thiết biết là tăng sao. 1, 2, 3, 4, 5. Một lần lưng là 6 mảnh, tức là 30 mảnh anh em sẽ lên được 1 sao. Đây anh em xem. 23k. Còn bên này là 22k. Nói chung là lực chiến anh em càng cao thì nó tăng càng nhiều. Còn về lực chiến như em thấy, đây đằng sau được thêm 30k thì rất là ngoài mày. Đây được thêm một sao lứa. Quá phê luôn. Còn về lực chiến này thì giờ nó lại càng chênh mày. Đầu tiên là cái chai mình được cái là quay ra Trương Liêu mày. Đây đã lên 12 sao rồi. Mà trong quẻ mình nhớ là có 40 hay 50 cục rồi. Còn 50, 60 cục lứa là sẽ được đổi thêm một con Trương Liêu là lên 14 sao. Còn bên này ấy, không mới có một con thôi em ơi. Đây một con đổi rồi không phải quay ra. Lúc đầu ấy, nếu mà mình không đổi Triệu Vân là có hai con. Mà lập đầu này như là cũng gần đủ mốc 100 rồi. Còn về phần lực chiến như em thấy, lập đầu 13 triệu 9, gần 14 triệu. Còn là cái chai mới chỉ có 10 triệu 8. Nhưng mà được cái, nó lên được Trương Liêu 12 sao. Về sau cái chai mà lên được Phương Miện Trương Liêu ấy, leo mượt hơn lập đầu. Nên là chắc mình cứ cày song song đi. Xem mặc cái chai có vượt được lập đầu không. Đây em nhớ nhá. Ngày 16 trên 3 triệu. Game này anh em chú ý cho mình về phần trang bị. Trang bị ấy, khi mà em quét được trang bị mới thì nó sẽ thêm được chiến. Và quan trọng ấy, rèn nó sẽ tăng an chỉ số mây. Mỗi 5 level thì nó sẽ tăng thêm chỉ số rất là ngoan mê. Để nó tăng thêm sinh lực tấn công phòng thủ. Nó sẽ có hai loại. Một là trang bị phẩm chất. Hai là rèn. Rèn này thì mỗi level nó sẽ tăng thêm một lần. Đây như hiện tại mình tăng thêm 120k AP. Tấn công 16k và phòng thủ 4057. Về cái chỉ số này nó cộng vào chỉ số gốc mèo tăng rất nhiều. Mình nhớ giờ mỗi lần mình rèn ấy. Nó tăng thêm tầm 70 đến 80k rất là nhiều em ơi. Đây là đầu nó lên level 205. Vẫn còn gần 2.000 đá nữa. Còn cái chai 2.500 đá. Đây một phát nữa là lên level 200 luôn. Cho anh em xem luôn nó tăng bao nhiêu được chiến. À mình nhớ mày. Không phải là 70 80k. Hơn 100k mày. 115k. Hạng này phải tăng thêm tầm 125k. Anh em thấy nhiều không? Nên anh em nhớ phó bản trang bị anh em quét đến mốc 100 mình. Tức là anh em quét sang mốc 50. Và sang ngày làm sao anh em vào phần nhiệm vụ cũng mua lại qua mốc 50. Tuy nhiên em thấy này, trang bị mốc 100 cả hai ạc. Trang bị này tăng an chỉ số mình thấy anh em nên mua. Còn là về cái phó bản thần thú như video trước mình nói, anh em có khỏe thì sẽ kiếm được thêm khá nhiều tài nguyên. À khoan á, video trước mình có nói về thần thú chưa nhỉ? Lâu không nhớ em ơi. Về cái phó bản thần thú này, lần đánh đầu tiên anh em sẽ ra shop. Về shop này, khoan á. Cái chai shop đâu nhỉ? Cái chai mình vẫn chưa đánh. Còn về đánh đầu tiên, nếu mà anh em đánh được quái tuần thì anh em cứ đánh quái tuần. Còn không thì anh em chú ý
Đánh quái ngày mà đánh cái loại tím em ơi. Đây nhá, mình sẽ đánh thử một phát cho em xem. Đây quân súng này 1.000k. Trương Liêu 12 sao đây là không lo. Giờ bằng chiến auto qua em ơi. Đấy, được 5 mảnh khá ngon này. Thương nhân thần bí. Anh em nhớ, thần thú anh em mua mắc cho mình. Cầu với đá cam, ra là mua. Tại vì trong này bán rất rẻ luôn. Còn về lam anh em bỏ qua. Bây giờ này mình hơi xui này. Là lạp đầu 4 người lam rất là phế luôn. À khoan á. Mình xem cái cục lam giờ mà lưng nó được nhiều không. Mình sẽ thử lưng à cái chay. 220 cục lên luôn. 30k. 200 cục 30k chiến. Rồi mình xem lại shop nó bán giá bao nhiêu. Thần thú này 200 cục là được 30k. 75 nguyên bảo được 20. Tức là 750 nguyên bảo là sẽ được 200 cục. M có lẽ là giảm giá 50%. Còn là giảm 30% thì nó đắt hơn. Vậy cục lam này nếu mà có giảm 70% mình thấy anh em mua ok. Còn là giảm 50, 30 anh em bỏ qua. Còn về cam này nó giảm 10, 20 hay 30. Mua hết cho mình. Tại vì cam này thiếu rất là nhiều để anh em tăng bậc. Đấy về sự kiện thần thú cẩm lam anh em chú ý. Còn về sự kiện an thì quay tướng này thấy anh em bảo là nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ có hai loại vé quay. Một là thường, hai là thần ma. Về này chắc chắn là anh em lạp sẽ ưu tiên thần ma rồi. Và tuần này là sự kiện ma quan vú mày. Về cái lệnh bài này ấy, thì nó không có ghi hạn sử dụng như cái sự kiện lồng đèn. Nên là mình nghĩ là tích được. Chắc là anh em cứ hỏi ở đây xem. Nếu mà tích được anh em tích nhiều nhớ mình. Về sau kiểu gì cũng có con tướng ngon hơn. Anh em cày chơi được, anh em cố gắng tích tầm L5 đi. Về sau có tướng ngon anh em quay. Quay làm sao anh em lên được vương miện thì quay. Về sau mà không lên được vương miện ấy, kể cả có tướng ngon ấy, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hy vọng là cái chai này mình ra thêm Trương Liêu để lên sao. Giờ chắc cái chai này tư mời ý cộng với đô là sẽ không lên. Để thành phố để lên Trương Liêu. Để cho anh em xem luôn. 45 rồi còn thiếu 55 nữa. Còn ác lập đầu mình nhớ nhiều hơn thì phải. Đây 83 còn thiếu 17 là sẽ có hai Trương Liêu. Mới đủ có lên 9 sao. Mời tại bây giờ ấy phải lên 12 sao lên mới được. 9 sao ấy với ác lập đầu 14 triệu là vẫn hơi phế. Và như em thấy thì bạc hiện tại thiếu rất nhiều mây. Nên là đầu game ấy anh em cứ mua thêm bạc để mình kiếm thêm vé quay. Còn với tướng cũng được. 2.000 đá. Như level thì tạ mình lên một lần tốn tận là 11 vạn rất nhiều luôn. Đấy view là anh em chú ý cho mình mấy cái các bạn đấy. Ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.